Gần nửa tháng sau cơn áp thấp, làng biển Long Thủy, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên vẫn còn ngổn ngang. Tàu vỡ nát đã được dọn dẹp xong, nhưng những tàu hư hỏng như thế này thì vẫn nằm đây. Chiếc tàu cá công suất 90 mã lực của ông Nhi đã bị sóng đánh gần như hư hỏng toàn bộ. Nhiều ngày qua, người làng biển vẫn giúp ông giữ lại từng mét lưới như thế này. Sửa lại, giờ cũng phải dây mượn bà con làm lại, giờ biển phán rồi, không làm lấy sóng. Bà con của mình giờ là anh em là cái lớn là mượn là lực lượng là thêm ngư lớn đó, kéo lưới rồi sửa lưới rồi làm lưới. Là còn xuồng lớp và sửa khi lớp và sửa máy thợ máy. Với những chiếc tàu nhỏ đã bị hư hỏng, chi phí sửa ít tốn kém, thì ngư dân đang tranh thủ sửa chữa để sớm ra khơi đánh bắt trở lại. Với những tàu lớn đã bị chìm, thì ngư dân vẫn gặp khó vì không có vốn để đóng mới. Còn những tàu bị hư hỏng nặng, ngư dân vừa thiếu vốn, vừa không tìm ra thợ sửa tàu. Bây giờ thì cũng phải cố gắng khắc phục rồi bằng dây mượn. Và con hay là dây mượn đó thì cũng giờ nhà nước đồ ủng trợ thì cũng có dây mượn thêm luôn, mình đỡ mình phục vụ lại ghi ở biển làm ăn. Cùng với những nỗ lực của ngư dân, tỉnh Phú Yên cũng đã hỗ trợ mỗi tàu cá bị hư hỏng nặng và hư hỏng hoàn toàn từ 10 đến 15 triệu đồng một tàu. Ủy ban nhân dân tỉnh này cũng đã đề nghị các ngân hàng giãn nợ cho ngư dân có tàu bị hư hỏng, đồng thời tạo điều kiện cho ngư dân vay mới sửa chữa tàu để sớm ra khơi trở lại sau thiên tai bất thường.